Đến với chương trình khảo sát 100. Và bây giờ chúng ta bước vào vòng thứ nhất. Với câu hỏi này, chúng ta có 6 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Có hay không? Có hay không? Như vậy là sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. Chúng ta cùng tới vòng thi thứ hai. Điểm số vòng này nhân đôi. Với câu hỏi này, chúng ta có 8 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Có hay không? Có hay không? Có hay không ạ? Có hay không ạ? Có hay không? Có hay không? Sau vòng thứ hai, tổng số điểm như sau. What the fuck?
gì đặc biệt. Phóng viên này điểm số nhân 3. Với câu hỏi này, chúng ta có 8 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Có hay không? Có hay không ạ? Có hay không? Có hay không? Có hay không ạ? Có hay không? Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Hãy mở dùm tôi số 2 ạ. Ô số 3. Hãy mở dùm tôi ô số 4 đi ạ. Ô số 7. Như vậy là sau vòng 3 tổng số điểm như sau. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Cả Vòng Thi Đặc Biệt. Có thi đặc biệt là có 5 câu hỏi. Thời gian chỉ được tính sau câu hỏi đầu tiên. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Đặc biệt bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Thank you.
hỏi ở vòng thi đặc biệt, bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số năm. Và bạn đã trả lời.